Xin chào các bạn, mình là Thanh. Bây giờ là 3 giờ mà mình vừa mới đi ăn bún bò trộn Nam Bộ ở 67 Hàng Điều về cùng với một chị người Nhật tên là Haruka. Sau đó thì bọn mình có đi uống cà phê trứng. Mọi người biết cà phê trứng không? Cà phê trứng của Hà Nội rất là ngon ở Cà Phê Đinh. Thì đấy, nói chung là tận hưởng không khí của mùa thu Hà Nội chỉ có thế thôi. Và bây giờ thì mình có sẽ làm cái này với cả anh Dũng. Ở Nihongo no Mori. Anh thôi, không được. Rồi. Vâng, thế thì chào lại một lần nữa. Chào các bạn, mình là Thanh. Hôm trước thì mình có làm một cái clip chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Nhật cùng với thầy Dũng của Nihongo no Mori. Nihongo no Mori. Thế thì sau cái clip đó thì nhận được khá là nhiều sự ủng hộ từ các bạn cũng như những lời khen ngợi. Thì hôm nay mình chính thức gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Minasan arigatou gozaimashita. Và kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những clip về ngữ pháp của N3. Rất hy vọng rằng những clip này sẽ phần nào giúp ích được các bạn trong việc học tiếng Nhật cũng như là việc chuẩn bị cho những kỳ thi năng lực tiếng Nhật trong thời gian sắp tới. Rồi, rất mong các bạn ủng hộ nhé. Bye bye. À không phải bye bye, bắt đầu. Hey, let's go. Và trong clip đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu ngữ pháp toshite. Toshite thì có 4 cách sử dụng sau đây ạ. Thứ nhất là danh từ toshite. Thứ hai là danh từ toshite mo. Thứ ba là danh từ toshite wa. Và thứ tư là danh từ một toshite no, danh từ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mẫu ngữ pháp đầu tiên nhé. Ok, danh từ toshite chúng ta dịch là với tư cách hoặc là với danh nghĩa là. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể để làm rõ nghĩa của mẫu câu này. Ví dụ đầu tiên, 研究生として工科大学で勉強している. Hãy 研究生として Kokadaigakude benkyou shiteiru. Câu này chúng ta dịch là tôi đang học ở trường Đại học Bách Khoa với tư cách là nghiên cứu sinh. Ok, rồi sang câu 2 nhé. Dũng cô trồ no daiji toshite kaigi ni deta. Mọi người biết Dũng cô trồ là ai không? Là thầy Dũng Modi desu ne. Rồi, thì câu này chúng ta sẽ dịch là tôi đã tham gia vào buổi họp với tư cách là đại diện cho thầy Dũng, Dũng hiệu trưởng. Hãy. Rồi. Câu số 3. Câu số 3 ですね. 留学生として日本に来ました. Câu này rất là dễ đúng không? Chúng ta cứ nhìn vào động từ từ dưới lên và dịch từ dưới lên ạ. Tôi đã đến Nhật Bản với tư cách là lưu học sinh. ですね. Hãy. Vẫn là cái mẫu danh từ として này nhưng mà chúng ta sẽ dịch với một nghĩa khác một chút, dịch là như là hoặc là đúng không? Rồi mình sẽ đi vào từng ví dụ này. Ví dụ đầu tiên, 趣味として空手を習っている。趣味として空手を習っている. Karate là môn võ karate chúng ta quen khá là quen thuộc rồi đúng không? Rồi câu này sẽ dịch là gì nhỉ? Tôi đang học karate như là sở thích của mình. Rồi câu tiếp theo nhá. Nha Trang ですね. Nha Trang wa furuku kara hisochi toshite ninki ga aru tokoro da. Từ xưa thì Nha Trang đã là một nơi nghỉ mát rất là được ưa thích. Ninki ga aru là rất là được ưa thích đúng không nhỉ? Còn hisochi ở đây chúng ta dịch là nơi nghỉ mát. Thực ra nơi tránh nóng nhưng mà sẽ dịch là nơi nghỉ mát ですね. Rồi. Ví dụ số 6. Mensetsu ni ittara kotsuhi toshite 1000 yen kureta. Mensetsu ni ittara kotsuhi toshite 1000 yen kureta. Thì câu này chúng ta sẽ dịch là khi đi phỏng vấn tôi đã nhận được 1000 yên là lệ phí giao thông. Rồi chúng ta đi đến câu số 7 nhé. Hãy kono nomimono wa kusuri toshite shiyou sareteiru. Kono nomimono wa kusuri toshite shiyou sareteiru. Rồi câu này chúng ta dịch là nhìn vào chủ ngữ đúng không ạ? Chủ ngữ là cái đồ uống này thì được sử dụng. Chúng ta nhìn từ dưới lên nhé. Nhìn chủ ngữ và nhìn vị ngữ bên dưới này. Cái đồ uống này thì được sử dụng như là một loại thuốc.
Việc cách sử dụng số 3 của toast t này thì là cách kết hợp như sau. Chúng ta có một danh từ chỉ số lượng cộng với toast t và đằng sau đó là nhấn mạnh một điều gì đó không thể hoặc điều gì đó không có. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ nhé. Thứ nhất ạ. 誰一人として解決できない. Không có một ai có thể giải quyết được. Chẳng có một ai giải quyết được, đúng không? Rồi, câu số 9. 一つとして正解がなかった. Hôm nay chúng ta đi thi đúng không? あ、一つとして正解がなかった. Chỉ là gì đây nhỉ? Hôm nay chẳng làm đúng một câu nào cả, đúng không? Hay. Rồi chúng ta sang câu số 10 nhá. 世の中に2つとして同じものがないよ. Nghe như là lời của mấy ông bà già đúng không? 世の中に2つとして同じものがないよ. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, trên đời chẳng có cái gì là giống nhau cả. Hai. Mina sống đây chưa được cơ. Và tiếp theo là cách sử dụng số 2 của toast tệ. Chúng ta kết hợp với mố theo sau nó. Danh từ toast tệ mố mình sẽ dịch là cũng. Rất là đơn giản thôi, dịch là cũng. Thì cái mẫu này thường là đi theo một danh từ để chỉ người hay là tổ chức. Để lột tả ý nghĩa đó là từ cái vị trí đó, từ cái quan điểm đó thì làm sao đó. Hay, ví dụ đầu tiên ạ. 先生としてもその学生のことに関しては同感している. Thì trong trường hợp này chúng ta có từ 同感する ですね. Động từ 同感する là bối rối về cái việc gì đó. Thì trong câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Ngay cả... câu này mình sẽ dịch là giáo viên cũng rất là bối rối về những cái việc mà liên quan đến anh học sinh đó. ですね. Ví dụ số 2 ですね. 校長としても 学生さんの意見を無視するわけにはいかない. Hay. Câu này dịch là hiệu trưởng cũng không thể nào mà làm ngơ trước những ý kiến của học sinh được. 2. 3番. Câu số 3 ですね. 我が社といたしましてもこの間の不祥事は誠に遺憾に思っております. Câu này chúng ta sẽ dịch là công ty của chúng tôi cũng rất là lấy làm tiếc về vụ bê bối lần này. Chúng ta có từ 不祥事 là vụ bê bối và この間 là trong thời gian gần đây, đúng không? Hãy. Chúng tôi rất là lấy làm tiếc về vụ bê bối lần này. Hãy. Chị vẫn là cái mẫu toste mố, đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này thì toast tệ mố sẽ dịch là dẫu cho. Nó khác với cái mẫu mà mình vừa mới nói bên trên, đúng không? Mẫu vừa nói bên trên là từ một quan điểm của ai đó chúng ta đánh giá một cái gì đó. Thế thì ở mẫu này nó sẽ dịch và cách sử dụng nó như thế nào? Đầu tiên là chúng ta nói về cách sử dụng trước nhá. Danh từ cộng với tính, danh từ hoặc tính từ đôi na thì mình sẽ chia thể thường của nó là danh từ và hoặc là tính từ đôi na, bỏ na thêm đà. Sau đó là tiếp theo là tính từ đôi y và động từ, đúng không? Chúng ta chia thể ngắn hết ạ. Rồi mình sẽ đi vào ví dụ thứ tư này. Tatoe ryugaku suru toshitemo rainen ikou da to omou. Tatoe ryugaku toshitemo rainen ikou da to omou. Câu này mình dịch là gì đấy nhỉ? Dẫu cho là có đi du học thì tôi nghĩ là cũng phải từ năm sau nữa trở đi. Chúng ta có từ rainen ikou desu ne, từ năm sau nữa trở đi. Hãy. Câu số 5 ạ. Tatoe oen shite kureru hito ga dare mo inai toshitemo suki na koto dakara yatte ikitai. Mọi người có hay thế không nhỉ? Chúng ta sẽ có câu này dịch là gì đấy nhỉ? Dẫu cho là không có một ai ủng hộ mình đi chăng nữa thì vì là việc mà bản thân mình thích nên là nhất định là tôi sẽ làm. Ta đến với câu số 6. Kanojo ga itta koto ga jijitsu da toshitemo shouko ga nakereba 信じるわけにはいかない. Câu này chúng ta sẽ dịch là dẫu cho những lời của cô ấy nói có là thật đi chăng nữa thì nếu như không có bằng chứng gì thì cũng không thể nào mà tin được. Ok, chúng ta sang mẫu số 3 nhé. Cách kết hợp số 3 của toshite là danh từ toshite quá, dịch là với cái danh từ này hay là xét về danh từ này thì làm sao sau đó. Mình sẽ đi vào từng mẫu ví dụ cụ thể nhé. Kare toshite wa 仕事を辞める以外に方法がないだろう. Còn câu này chúng ta sẽ dịch là với anh ta thì chắc là không còn cách nào khác ngoài việc bỏ việc. 仕事を辞める. Câu số 2. 自己人としては賛成だが、みんなと相談してからでないと結論は出せない. Lại nhé.
はい、こそはい。私個人としては賛成だが、みんなと相談してからでないと結論は出せない。Câu này chúng ta sẽ dịch là: với cá nhân tôi thì tôi đồng ý, thế nhưng mà nếu không thảo luận với mọi người thì tôi không thể đưa ra kết luận được. Rồi, chúng ta sẽ đi đến câu số 3. Câu số 3 như sau: Aoi ya midori wa iro toshite wa suki da ga watashi ni wa niai sou mo nai. Hai, câu này dịch là gì đấy nhỉ? Rồi. Xét về màu sắc thì tôi thích màu xanh nước biển và xanh lá cây. Thế nhưng mà có lẽ là nó lại không hợp với tôi. Rồi, chúng ta sẽ đến câu số 4. Gakusei su 10 man nin tuyu no wa daigaku toshite wa kanari kibon ga ooki. Câu này chúng ta sẽ dịch là: với một trường đại học mà có số lượng 100.000 người thì có thể nói rằng quy mô của nó khá là lớn. Rồi, chúng ta sẽ đến với mẫu ngữ pháp cuối cùng của toshite trong bài ngày hôm nay. Đó là toshite kết hợp với no. Khi đi về trong câu nó sẽ kết hợp như nào? Mọi người nhìn nhá. Đầu tiên chúng ta có danh từ 1, toshite no, danh từ 2. Và mình sẽ dịch là danh từ 2 với tư cách là danh từ 1. Dịch ngược lên đúng không? Tiếng Nhật bao giờ mình dịch ngược lên đúng không? Rồi mình sẽ đi vào từng ví dụ cụ thể sau đây nhá. Đầu tiên ạ. 有名人としてではなく一人の人間としての立場から発言したいと思っている. Câu này chúng ta sẽ dịch là: tôi muốn phát biểu trên tư cách là một công dân bình thường chứ không phải là một người nổi tiếng, hoặc là một con người bình thường chứ không phải một người nổi tiếng, đúng không? Trong trường hợp này chúng ta thấy xuất hiện từ tachiba, thế nhưng mà mình có thể rút ngắn lại để dịch cho câu nó hay hơn và tự nhiên hơn đấy nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2. Vietnam đại hiệu としての責任を強く感じて精一杯頑張りたいと思っております。Câu này chúng ta sẽ dịch là: tôi có cảm nhận rất sâu sắc về trách nhiệm của mình với tư cách là một đại diện cho Việt Nam và tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình. Hôm nay mọi người thấy bài giảng của mình thế nào ạ? Khó hiểu hay là dễ hiểu thì nhớ để lại comment cho mình nhé. Và từ bây giờ trở đi thì hàng tuần vào 9 giờ chủ nhật hàng tuần mình sẽ up những clip tiếp theo liên quan đến các môn ngữ pháp của N3 này. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình dai dai nhé. Và từ hôm nay chúng ta hãy cố gắng là mỗi ngày đặt thật nhiều ví dụ với những mẫu ngữ pháp mình vừa cung cấp cho các bạn nhé. Ví dụ hôm nay chúng ta có từ toshite ne, toshite. Ừ, mình sẽ đưa một ví dụ như sau nhá. Ví dụ này. Watashi wa nakama toshite minasan to issho ni nihongo o ganbatte ikitai to omoimasu. Arigato sensei. Hai, arigato gozaimashita. Saigo made arigato gozaimashita. Hôm nay chúng ta sẽ dịch là: chị ạ, trong vài ngày tới em sẽ cố gắng xây dựng cho chị ạ. Ừ, thế cũng được. Cố gắng nhá. Ok. Hi. Hi, goodbye.